Đồng hồ vang vọng xin kính chào các bác. Chào mừng các bác, đây là một chiếc đồng hồ tạ khúc. Một trong những chiếc tạ khúc đến từ Hà Lan, có thiết kế rất là đẹp ở đây. Đây là một chiếc tạ khúc có kích thước rất là lớn các bác nhé. Và gần như là kích thước lớn nhất hiện tại, với chiều cao từ đáy lên đến trên đỉnh của nó là 78cm. Và bề ngang này là 24cm. Chạy với hai quả tạ khúc như thế này. Mặt kính, đằng sau đắm nước mặt kính là một bộ số La Mã được vẽ thủ công rất là đẹp ở đây. Bên trên thì là có hiển thị trăng sao nhé. Bên trên nữa thì là ta có thể thấy các cái biểu tượng bằng đồng như thế này. Cái này là hoàn toàn bằng đồng nhé. Đó, đồng đặc. Chạm trổ rất là đẹp. Hai thiên thần đang thổi kèn hai bên. Và đây là thần Alat đang là đỡ trái địa cầu. Đây, trên nắp nó rất là đẹp và mới. Hai bên hông cũng vậy. Em sẽ xoay kỹ ở phần mặt số để các bác nhìn nhé. Kim này đây là hoàn toàn bằng đồng này. Mặt số cực kỳ đẹp. Gần như không có bất cứ tì vết nào. Tại vì nó được bảo quản ở phía sau cái lớp kính này. Rất là đẹp. Điểm chuông chén nhé. 30 phút một lần và có thông báo điểm giờ. Vừa rồi là 10 giờ và đồng hồ điểm 10 tiếng nhá. Hiển thị trăng sao ở đây như thế này, rất là đẹp đó. Này nó sẽ tự động chạy nhá. Đây là em đang để tay em quay quá đi. Đó. Hai bên hông còn rất là đẹp. Đây là một cái lớp da. Đây là da này. Ngăn bụi, không cho bụi vào trong phần máy. Thiết kế vỏ hộp cực kỳ đẹp mắt. Gỗ rất là chắc chắn nhé, gỗ sồi ạ. Hai quả tạ này nó cứ thấy nó chạy. Và khi nào nó chạm vào đất thì ta lại cần kéo nó lên. Và nó có thể chạy được khoảng tầm 7 đến 8 ngày mỗi lần mình lên tạ. Thiết kế vỏ hộp cực kỳ đẹp. Quả lắc đang chạy phía trong như thế này đấy. Tích tắc, tích tắc. Đó. Đây cũng là một chi tiết đồng nữa này. Đồng đặc nhé. Biểu tượng con gà ở trên này. Rất là nhiều ý nghĩa ở trên chiếc đồng hồ này. Hoa văn cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt. Em quay xa để các bác nhìn này. Đẹp hơn rất là nhiều những cái chiếc tạ lê thông thường. Cực kỳ sang trọng. Vân gỗ nổi rất là đẹp. Rồi, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.